Chào mừng các bạn đến với kênh tư vấn chuyên khoa sức khỏe sinh sản của Phòng khám Đa khoa Y học Quốc tế. Đời sống chăn gối vợ chồng thỏa mãn, hòa hợp chính là một phần gìn giữ hạnh phúc hôn nhân. Vì thế, nhiều bà vợ muốn tìm hiểu cách nhận biết chồng yếu sinh lý để tìm ra phương án khắc phục. Và đôi khi, chính bản thân phái mạnh cũng không nhận thức được bản thân đang rơi vào trường hợp này. Trong cuộc sống, có rất nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan khiến cho nam giới mắc phải bệnh yếu sinh lý như do quan hệ vợ chồng không hòa hợp, thủ dâm thường xuyên, tâm trạng lo lắng, mối quan hệ xã hội, cá nhân và môi trường ức chế sự ham muốn tình dục, tâm lý rối loạn sẽ tác động vào chức năng vỏ não, dẫn đến ham muốn tình dục thấp và rối loạn chức năng tình dục. Có tiền sử quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, có cảm giác áy náy hoặc bị ảnh hưởng bởi quan niệm truyền thống và sự lên án của xã hội về quan hệ tình dục trước hôn nhân, dẫn đến trầm cảm, mặc cảm. Do tuổi tác, tâm lý căng thẳng, stress, áp lực quá lâu, do mắc các bệnh lý như suy thận, tiểu đường, quai bị hay các bệnh liên quan đến cơ quan sinh dục. Đặc biệt, yếu sinh lý ở nam giới thường đi kèm với triệu chứng khó xuất tinh. Nếu người chồng không thể xuất tinh thì người vợ sẽ khó có thể mang thai. Nam giới bị yếu sinh lý cũng thường có số lượng và chất lượng tinh trùng không đảm bảo, gây ảnh hưởng tới việc thụ thai. Theo bác sĩ Nguyễn Phương Hồng, thầy thuốc ưu tú, tiến sĩ, bác sĩ cao cấp, chuyên khoa nam học, tiết niệu, biểu hiện yếu sinh lý ở mỗi nam giới khác nhau tùy vào từng mức độ bệnh. Ở cấp độ nhẹ, nam giới có thể quan hệ tình dục bình thường, tuy nhiên, thỉnh thoảng gặp phải các dấu hiệu như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương. Ở cấp độ trung bình, nam giới suy giảm ham muốn tình dục, có kích thích nhưng phải mất một khoảng thời gian dài, dương vật mới có thể cương cứng và khó đạt được thỏa mãn trong quan hệ. Ở cấp độ nặng, người bệnh hoàn toàn mất hưng phấn, dương vật không thể cương cứng khi quan hệ, dẫn đến tự ti, ngại quan hệ. Bác sĩ cũng nhấn mạnh một số dấu hiệu chung nhất để các chị em có thể nhận biết chồng yếu sinh lý như sau. Xuất tinh sớm khi quan hệ tình dục, thường là dưới 3 phút hoặc trước khi quan hệ nam giới đã xuất tinh rồi. Đây là biểu hiện chính của rối loạn chức năng tình dục. Rối loạn khả năng cương dương, dương vật không cương cứng khi nhận được kích thích tình dục, nặng hơn là dấu hiệu liệt dương. Liệt dương sẽ khiến độ cương cứng không đủ hoặc không đủ thời gian, dẫn đến đời sống tình dục không được như ý. Đau tức khi quan hệ, có thể do tần suất quan hệ quá nhiều lần trong một tuần hoặc một tháng, hoặc quan hệ mạnh bạo làm giảm chức năng sinh lý, không còn duy trì trạng thái hưng phấn. So với ban đầu thì biểu hiện bên ngoài của người yếu sinh lý là không còn thích thú, thoải mái nữa, càng quan hệ càng mất cảm giác, ngại quan hệ. Tâm lý bất ổn, khó chịu do stress, căng thẳng kéo dài, từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa, làm giảm nồng độ testosterone, dẫn đến suy giảm chức năng sinh lý. Khi biết được có những cách nhận biết chồng yếu sinh lý như trên, người bạn đời cần chủ động quan tâm đến sức khỏe của chồng nhiều hơn và tham khảo ý kiến bác sĩ nam khoa để tìm hướng khắc phục, tránh ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, thậm chí là về vấn đề sinh sản. Yếu sinh lý hoàn toàn có thể điều trị khỏi. Đặc biệt, hiệu quả càng cao, tiết kiệm chi phí khi bệnh được phát hiện và kịp thời điều trị. Tại Phòng khám Đa khoa Y học Quốc tế, người bệnh được trị liệu tâm lý, sử dụng song song phương pháp Đông Tây Y, kết hợp áp dụng thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng sinh lý. Các phương pháp điều trị trên thực tế đã mang đến hiệu quả rất tích cực, giúp nam giới lấy lại phong độ vốn có.